Và bây giờ là đến giờ phút hồi hộp nhất. Chúng ta sẽ biết được ai sẽ là quán quân của chương trình Hãy Nghe Tôi Hát phiên bản nhí mùa đầu tiên. Nhưng trước hết, gia đình Toàn xin được ít phút để thông báo với quý vị là ngay tuần sau, cũng trên khung giờ quen thuộc 21 giờ tối thứ tư hàng tuần, chúng ta sẽ chào đón một chương trình mới vô cùng mới lạ và ấn tượng mang tên Chinh Phục Thần Tượng. Còn bây giờ sẽ là phần công bố giải thưởng của chương trình Hãy Nghe Tôi Hát phiên bản nhí mùa đầu tiên. Cảm ơn vì tất cả các con đã đi một hành trình dài cùng với chương trình. Và chúng tôi xin trân trọng mời lên sân khấu biên tập nhà báo Minh Đức sẽ trao giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng cho ba thí sinh của chúng ta, đó chính là Nhật Minh, Hà My và Đức Danh. Chắc chắn là mọi người sẽ nhớ rất nhiều những tiết mục, những phần trình diễn thật hấp dẫn, thật dễ thương và đáng yêu của các con khi đến với chương trình Hãy Nghe Tôi Hát phiên bản nhí mùa đầu tiên. Chúc mừng ba người bạn nhỏ chúng ta, các bạn sẽ nhận giải khuyến khích từ chương trình, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng. Và xin được cảm ơn biên tập nhà báo Minh Đức. Và đêm nay, đêm chung kết, chúng ta có ba giải. Đầu tiên là một bạn sẽ đạt giải 3. Bạn đạt giải 3 trong đêm nay có tổng số điểm là 58,75 điểm. Chú Toàn xin được chúc mừng. Quỳnh Anh, chúc mừng con đã nhận giải 3. Và chúng tôi xin trân trọng mời lên sân khấu ca sĩ Quang Khánh sẽ trao giải 3 cho bé Quỳnh Anh. Chúc mừng con nhận được giải 3 của chương trình với trị giá 50 triệu đồng. Và bây giờ Thiên Nga và Tiến Dũng sẽ có một cái tên được gọi lên để trở thành quán quân của chương trình Hãy Nghe Tôi Hát phiên bản nhí mùa đầu tiên. Một người có tổng số điểm là 59,25 điểm. Và một bạn có trọn vẹn số điểm là 60 điểm cho cả hai phần thi của mình. Tới tất cả các cô chú thì các con đều rất là tuyệt vời, đều rất rất là giỏi. Nhưng trong chương trình chúng ta chỉ có một quán quân thôi. Và Thiên Nga ơi, con ôm chúc mừng Tiến Dũng đi. Bởi vì Thiên Nga đã trở thành quán quân của chương trình Hãy Nghe Tôi Hát phiên bản nhí mùa đầu tiên. Và chúng tôi chúc mừng Tiến Dũng. Tiến Dũng, con sẽ đạt giải á quân của chương trình Hãy Nghe Tôi Hát phiên bản nhí. Và chúng tôi trân trọng mời ca sĩ Nguyên Vũ sẽ cùng lên sân khấu và trao giải á quân cùng với phần thưởng trị giá 70 triệu đồng cho Tiến Dũng. Chúc mừng Tiến Dũng và cảm ơn chú Nguyên Vũ. Và bây giờ là giờ phút đăng quang của quán quân Thiên Nga. Và chúng tôi xin trân trọng mời lên sân khấu ông Nguyễn Thanh Phú, giám đốc Zero, cùng với ca sĩ Võ Hà Trâm, vị giám khảo xuyên suốt của chương trình, sẽ trao giải quán quân trị giá 100 triệu dành cho Thiên Nga. Và trong cả hai phần thi của mình, Thiên Nga con đều nhận được trọn vẹn 6 điểm 10 từ ba vị giám khảo của chúng ta. Xin được cảm ơn cô Võ Hà Trâm và cảm ơn ông Nguyễn Thanh Phú. Và bây giờ Thiên Nga, cảm giác của con như thế nào và con có điều gì muốn nói với tất cả mọi người không? Con cũng rất là vui và con cảm ơn đài truyền hình Vĩnh Long, ban tổ chức, ban giám khảo. Con cũng cảm ơn ba mẹ con và các thầy cô đã đồng hành cùng con. Và con cũng cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Con mong là sau chương trình này thì con sẽ nỗ lực thêm tiếp nữa để con trở thành một nhà sản xuất âm nhạc. Chúc mừng Thiên Nga.
Và chúng ta cũng như tất cả các cô chú trong ekip hy vọng là giải thưởng ngày hôm nay sẽ là một tiền đề để con có thể phấn đấu và đạt đến những ước mơ âm nhạc của con trong tương lai con nhé. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn tất cả quý vị giám khảo, cảm ơn tất cả các thí sinh, cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Chúng tôi xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Hãy Nghe Tôi Hát Phiên Bản Nhí mùa thứ 2. Xin chào và hẹn gặp lại.